Chào các bạn, hôm nay là một buổi tập của Sô Sài Gòn Academy. Sô Sài Gòn Academy là một câu lạc bộ dành cho các bạn muốn tập luyện vào cuối tuần cũng như là có những trận đấu giao hữu vào giữa tuần. Hôm nay sẽ là một buổi tập dành cho nhóm nhỏ và buổi tập ngày hôm nay sẽ là buổi tập sút bóng. Tập sút bóng sẽ giúp cho các bạn cải thiện được kỹ năng ghi bàn trong trận đấu. Cái đầu tiên. Rồi, cái nữa. Anh truyền lại cái thứ hai xong anh chạy vào đây. Xong em truyền nhẹ vào đó. Ê, em truyền thôi. Rồi anh chạy vào đây. Cửa đầu. Đây rồi, đúng rồi. Đã xuất ở đây rồi, xong rồi truyền qua. Một chạm. Cho nó xử lý được hai chạm. Thôi. Ok ha. Anh làm trước. 1 2. Ok. Đây. Hai chạm. Đó. Rồi qua. Ok. Đi. Cửa. Rồi. Ok, tốt phút. Một chạm đứt. Nữa, đẩy gần nữa. Chuyền qua như vậy thôi. Xoay. Ừ, hay. Trời. Ok. Ok. Hoang. Ok. Đây. Đủ. Văn toàn nè, tiếp luôn. Văn toàn nè. Rồi nè, rồi. Trời ơi. Trời. Cửa. Đấy. Ôi, rồi. Văn toàn không qua được Olala rồi. Nổ. No. Ừ. Đi đó nha. Chuyền lên cho anh. Chuyền lên. Rồi, xử lý qua một chạm. Xong rồi chạy lên đây. Xong chuyền qua. Rồi, chuyền mã xuống, anh xuống, anh chạy xuống. Một chạm. Ok à.
Thả mạnh xuống đất, mạnh xuống. À! Đẩy qua xuống, đỡ lùi nữa, động tác lùi nữa kìa. Đây. Up mô. Tốt Phúc ơi. Tốt đức, tốt đức. Tốt Phúc ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời, bắt cái anh là thấy to rồi. Nổ. Thầy trên chấm penalty ha. Trời. Con tổ quá rùm ra. Alo. Alo. Đại Phúc. Đại Hoàng. Hay quá. Ôi. Rồi lần cuối. Đù quá, hay quá. Đây.